Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video Mini World mới của mình. Và mình chính là Phóng Cận TV đây. Và hôm nay mình đang có chơi một cái map Lucky Block phiên bản Pokemon cùng với lại Sammy nè, Kairon và Khang Dừa. Nhưng mà hai ông đó chắc là núp ở trong Kairon đã chạy ra kìa. Ủa hôm nay skin Kairon nhìn lão vậy. Ở bên kia là Khang Dừa kìa đó. Thôi chúng ta sẽ cùng nhau chơi đập Lucky Block phiên bản Pokemon nha anh em. Ok, và chừng chừ như thế nào chúng ta chơi thôi nào. Ok, bây giờ mình sẽ đáp đếm 3, 2, 1, chúng ta cùng bắt đầu nha. Ok. Ok, vô. Ngay ngay gửi 299. Trời má. Ba. Trời ơi, nó có mấy con chim nó bay kìa Khang ơi. Trên trời nó có mấy con chim nó bay kìa. Trời, khoan. Mấy con này sao nó bay được ta? Tôi không biết là trong video nó có mấy con vật có thể bay được luôn á. Ôi, con này hình như là nó là Pokemon á. Như vậy nhìn nó Khang. Nhìn Khang, ta chịu hỏi cho được nè. Ôi, chịu sao vậy? Chịu sao vậy? Ơi nè, tôi cũng có nè, tôi có được một quả màu trắng với quả màu đen nè. Đèo chưa phải là nó hết xong rồi thải ra. Ui, được nè. Ôi, tôi coi con Pokemon tôi là con gì. Quay. Ủa, sao con Pokemon của tôi nhìn nó bánh bèo như quá vậy? Chật, đáng lẽ nó phải ngầu lên chứ. Đâu con màu đen nữa coi. Ờ, thử coi. Ui, mình có nguyên con cá mập luôn các bạn ơi. Ui, Sam ơi, Sam. Nè, tôi có cái con này nè. Cái con này lần trước tôi bà đi gắt thú được nè. Đó, con này nè. Đúng rồi. Ui, con này hả? Ui, nó bay trên trời kìa. Thôi, đập tiếp. Trời, biết đâu được con gì mạnh hơn. Ok, giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhìn lại cái gì đó. Ủa không ra. Mình có được con khác nè. Nó ra nè. Ui, nè nó ra nè. Ôi, con cá. Vậy là bây giờ là mọi người đã có cho mình được cỡ 5 3 4 con, 5 6 con Pokemon rồi các bạn. Rồi ơi. Đây. Đây, ok, đây, đây. Một tí á, mình sẽ chọn ra những con Pokemon để chúng ta đánh nhau đúng không? Trời, game mà dễ. Đúng rồi. Tôi thua thằng hết. Con gì vậy trời? Ui, con sâu đang, trời ơi. Giờ mình đang có 5 quả, giờ mình mở thử coi. Con này con gì? Đâu, cái quả màu xanh nhìn đẹp quá nè, mở thử coi. Ui, trời ơi, sao tôi tàn mấy con mà nó nhỏ xíu, nhìn nó bánh bèo quá, không đẹp gì hết à. Ôi, con này. Ui, con gì đây? Wow. Ôi, mình có con này rồi. À, con 500. Được, con này được. Trời, Sammy, coi tôi là tôi có cái con gì, tôi có cái con gì mà nhìn nó như cái que luôn à. Trời, nó ốm nhôm nhất rồi. Cái gì, ba que hả? Cái gì? Bà lao. Nè, cái con Pokemon của tôi nè, tôi thấy mọi tôi thấy là mọi người tàn được mấy con Pokemon bự không, của tôi tàn mấy con nhỏ xíu à. Có em mạnh nè, con có em mạnh không? Ôi, Sammy, con Pokemon nhìn ngầu quá vậy. Ôi. Ngầu hả? Pokemon của Phong là Pokemon ba que Phong ơi. Ba que. Tôi đập vô mặt mấy ông bây giờ. Tôi lỡ lộn, tôi nhảy xuống dưới luôn rồi. What the hell? Các bạn phím mới vậy, tôi lỡ bấm nút tôi nhảy luôn rồi. Trời, chết tôi luôn rồi. Để mình thử mấy con Pokemon này cho các bạn coi thử. Ui, con này nhìn bánh mèo. Cái map này chắc cũng phải đầu tư dữ lắm luôn. Con xanh nhá. Con màu xanh rồi nha. Ui, hiếm vậy. Ôi, Sammy từ nãy giờ được mấy con mạnh không à? Thôi. Mình có con mèo nè. Ta được con mèo nè. Ê, thôi, nó thôi. Mèo đâu. Tôi xem coi. Bị mù mắt rồi, không phải con mèo. Này con này yếu. Ôi, chứ con gì? Ơi. Con gì đây? Ôi, con của tôi mới mạnh nè, nhìn nè. Nó bự không? Thấy con của tôi bự không? Trời, Phong có một cái mon huyền thoại các bạn. Pokemon huyền thoại luôn. Ê, con gì vậy? Ê, coi con gì vậy? Ôi, con này cái gì? Khang ơi, Khang. Ôi, Sammy có con gì bự hơn tôi luôn kìa. Nhìn nó như con dơi vậy hả? Nhìn nó y hệt như con dơi vậy. Nè, tôi cũng có con này, nhìn mặt nó min quá nè, nhìn nè. Sam, nhìn mặt con này min lắm nè. Nó cười vậy. Trời má. Ok, bây giờ chúng ta đi lên tiếp theo rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ đi lên cái máy bắn gọi là máy bắn đá các bạn. Ui ơi, như trên kia còn một đường nữa lận. Con Pokemon ơi, cái mặt nó ngu ngu sao bạn ơi. Con này cute nè. Hôm nay toàn là Pokemon nữa mà trong đây chứ không có súng. Buồn quá không có súng. Không, chúng ta đấu nhau bằng Pokemon mà. Ông có coi Pokemon chưa? Có thằng nào nó đấu Pokemon mà rút súng ra bắn nhau chưa? Tuổi lao. Tuổi thơ của tôi là tôi giờ coi Pokemon. Ôi mọi người ơi, mình đi vào đây nè, là nó sẽ có một cái chỗ là boss nè, là mình phải đặt Pokemon cho nó đánh mấy con này nè. Ok, tôi sẽ đặt Pokemon ra trước. Đúng rồi. Ui. Rồi. Hấp dẫn. Ui giời, ở đây boss nè. Pokemon tôi nhìn xấu vậy. Ôi cái gì vậy? Ôi cái gì vậy? Ôi trời. Ôi trời, chết Pokemon tôi ơi. Ôi trời ơi. Pokemon của tôi chết rồi. Không. Trời ơi, hai con boss nó mạnh quá vậy. No, tôi phải đặt con Pokemon mạnh hơn mới được. Ôi, mấy con boss nó mạnh quá rồi.
Mấy con boss nó mạnh quá à, nó đập chết Pokemon tôi nè. Chơi okay, lại rồi. Pokemon, trời ơi, con này ốm như ốm nhất, tấn công đi. Pokemon thì tấn công nó đi. Ui. Mạnh quá. Không không chơi lại, không chơi lại. Tấn công con boss đi Pokemon. Pokemon tôi nó đang tấn công mấy con boss nè. Ôi, trời ơi, tuổi boss. Ôi. Ôi, chết đi. Con rồi. Anh ơi. Đó. Ngông rồi. Đó. Chiếc cái con nó có cái cần gạt mọi người. Đúng rồi, con này là. Ok, từ tôi đặt thêm lên nè. Tấn công đi. Rồi các bạn. Ồ, ở đây có lấy. Ngủ đi. Được rồi. Bo cái bọn đang tấn công nhau. Ôi chết thêm con. Ơi, tôi có được cần gạt rồi. Yeah. Để tôi qua được rồi, Đặt cái bọn hiện tại đó mới được. Sẽ bút miếng nước các bạn à. Bo cái bọn hiện tại. Tấn công đi. Có biết nữa để là cờ Pokemon đó. Ủa chứ sao kia 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 sao thằng quýnh mình cứ móc cái gì vậy rồi boss ngu như bọn thả nhiều con boss vô thả nhiều pokemon vô à, thôi tôi lấy được chìa khóa rồi tôi đi trước mọi người ok đây. Đi thôi ủa sao mày chưa lấy được sao mày chưa à, lấy đâu rồi trời mà lấy đâu nhớ lấy nước nha ok rồi mình sẽ lấy nước nè ôi tính ra cái okay, máy đánh đông này xây pokemon coi bộ cực lắm luôn trời phải xây đẹp lắm luôn á đúng nhờ đẹp vãi luôn ôi chúng ta sẽ mở tiếp 4 cái quả cầu pokemon coi dính cái gì bên trong nè. Ôi, có mấy quả tôi bị trùng nè. Có mấy quả tôi bị trùng mà tôi có quả nào nhìn lạ không? Ừ, có mấy quả bị trùng, có mấy quả mình bị. Đúng rồi. Có bị trùng thì mình ơi. Ôi, đang có Pokemon là con gì đây? Wow, con 500 nè. Ôi, con 500. Trời mà, con gì yếu xìu vậy? Con 500 yếu xìu. Rồi, ba đồ quỷ này. Giờ lấy nước là sao? Ôi, ba đồ. Đúng rồi, mình chơi cái đó mình phải lấy nước đó. Đem theo nước đi, có lava đó. Ủa, có lava. Rồi, tôi mở tiếp. Mới biết đó. Có ôi, tôi được cái quả cầu bao Pokemon nhìn đẹp lắm nè, để đặt coi thử coi. Ui, ủa con này đặt lâu vậy? Ai, cái con này nhìn giống con của Sammy nè, bự lắm nè, đẹp không? Ôi. Quá. Trời, đúng rồi. Giống cái con dê á, con dê mà Sammy có nè, Sammy cũng có một con dê à. Giống mình là bạn ơi. Một con gọi là con sâu nhờ. Này con sâu. Mình sẽ lựa. Con sâu yếu siêu à. Ôi, con sâu. Trời, má hai con sâu rồi, má hai con sâu rồi. Mình ôi vất à con 500 trời con 500 yếu xìu luôn 500 yếu hả để chúng ta sẽ tiếp tục đi đổ lava lên các bạn ơi chúng ta còn thêm một chặng đường ở phía trước nữa chưa tới đích được các bạn ta. Ôi ta sẽ đổ ở đây đó trời ơi quá hợp lý luôn ôi có mấy quả cầu Pokemon là mấy con xấu ơi con 500 nè tôi cũng có con 500 nè nó bay lên trời rồi ủa sao Pokemon trong này nó tàn bay không ta không con nào đi nha không kiểu như nó bị bút hay sao á bị bốc hay nó bay à? Ôi con gì đây? Con mới. Ôi rồi. À. Wow, em mình vừa có một con đỏ con xanh thần thoại. Ý, khỏe. Lên ôi, con gì ơi, lên. Lên nào. Con đỏ con trời xanh ơi. Bay thần thoại. Trời mà. Adu. Ở trên này có con quái, nè. Ôi, trong mình bỏ thêm một quả đẹp lắm các bạn. Ôi, con quái bự quá. Ôi, con Pokemon trên đây siêu bự luôn á. Ôi mà con Pokemon tôi tích xíu á, làm sao đánh lại? Nó đánh một cái là chết liền luôn á. Trời ơi, nó đập vô mặt tôi cái xong tôi chết luôn ba. Pokemon tránh ra để anh vô anh xử lý nó. Đậu hỏng con này láo, mình sẽ lấy con Pokemon hiện tại của mình ra. Quay con kia. Ôi giỡn rồi. Ê. Ủa mày vậy hả? Ok mày láo rồi con, hãy đỡ đây. Pokemon hiện tại. Ê. Sắp rồi. Pokemon hiện tại tấn công đi. Pokemon hiện tại tấn công đi. Sao tàn bay không tấn công nha. Tấn công đi. Tấn công đi. Dính quả bên. Lucery. Okay. Ôi trời. Mình vừa vô cái nó giết mình luôn các bạn ơi. Tức quá, mình phải đặt hết tất cả Pokemon ra mới được. Không thể nào để nó. Ôi, con boss này nó mạnh lắm nha. Mạnh lắm, mình phải dùng Pokemon của mình để giết nó. Tôi sẽ đặt hết tất cả Pokemon mà tôi có ra luôn. Đó, đúng rồi, giết nó đi. Đúng vậy. Pokemon, xuất hiện đi. Pokemon, xuất hiện đi. Pokemon, xuất hiện đi. Ê kìa, tôi vừa vô. Nó mạnh quá à. Pokemon, xuất hiện đi. Ây da. Mạnh quá mọi người ơi. Ôi giết mình. Pokemon xuất hiện đi. Pokemon thế nè, xuất hiện đi, tấn công nó. Tấn công nó chắc. Pokemon, tấn công nó, đừng cho nó lại gần anh, tấn công. Mà lại con mạnh. Mà lại con mạnh. Ôi mạnh quá. Gì mọi người chết nhiều vậy?
Ôi, nó mạnh lắm, nó mạnh lắm. Mạnh quá, con này đánh một cái là chết liền được rồi. Ui, mình giết được rồi. Ui, giời ơi, mà cái quỷ. Trời ơi, vậy là Khang là người giết được rồi, mình không giết được. Ai quyết, ai đâu phải mình giết đâu. Mình được solo Pokemon chứ, tôi còn giết boss à. Ok, thôi thua rồi, chịu. Trời ơi, Pokemon tôi không yếu.